kén ăn quá, rau gì cho các con ăn hết. Có rau là có chất xơ. Cái này nó tự động hả? Từ từ tệ tệ lắm. Nhiễm như lắm rồi. Hả? Nhiễm như lắm rồi. Nhiễm là mình tắt cho mình cổ cắm gì? Thì cứ cổ cắm hả? Mình chưa có chỉnh cái kia nó còn dài sinh tố, tại nó theo chế độ sinh tố nó dài, mình muốn nhanh thì lúc à nhuyễn à ok à. cho ấy là xe luôn, cho tô vào xe nhuyễn à. Giờ mình lấy dao mà mình sắt rau ra nó vẫn không ăn được, có lợn lợn cọ cho mẹ tô mà cho vào xe chung luôn hả? Không hả? Cho xay ra bước tôm sao? Tại vì lực ly tâm nè, lực ly tâm bao giờ nó cũng hấp xuống, nó đâu nha. Còn để con ăn sữa không? Đấy. Để cho có đậy thôi. Luộc rau sơ, xay rau muống thôi.